Su áp khí năm hai nha bà con, đang lấy tái sinh này. Này là một cái nắp mưa, ông nó chóp phải trên này. Này là lớp tái sinh nha. Đây là tháng thứ tư. Đây, năm ngoái lấy trên này nè. Chủ vườn năm ngoái lấy trên. Đầu mùa lấy ở đây. Giờ cuối tháng lấy dưới. Thì thử mớ cây ra. Này, chủ vườn làm hai cái nắp luôn. Máy mưa này, máy mưa. Mũ rất là nhiều mà vẫn còn chảy nha. Này tái sinh nha bà con. Đây, rất là nhiều mũ. Còn đây là xài một cái nắp chụp 15 phân. Này, nắp chụp 15 phân. Ngày năm ngoái chủ vườn lấy tập trung một chỗ đây. Này nó bị dột cái vòng vỏ này. Nhưng mà chỗ này vẫn mẫu bình thường này. Do nhà ta đục cao rồi. Nên chỗ vườn đây lấy phía trên. Do đục cao rồi nên rất là đạt. Đây là lấy lớp tái sinh. Đây, cạo hết rồi. Cạo cao rồi. Đây, lớp của năm ngoái lấy. Năm ngoái lấy rất là cao, với liền mãi đi tới luôn. Này được không dưới. Lượng mũ rất là ok. Này, như cái cây này vẫn còn lấy được cả cao mà. Đó, không, lấy được cả cao, mũ rất là nhiều. Mà đưa xuống dưới thì lượng mũ cũng không kém nha. Này, da tái sinh. Giống này giống 260. Mũi rất là ok. Đó. Nguyên trên này là nguyên sinh. Nằm ngoái chủ vườn khoan tập trung 3 đường liên tục này. Này là sai lầm nha. Sai lầm khi mà khoan chỗ này nha bà con. Đó, nên để nó bóc vòa ra hàng loạt luôn. Nhưng mà không có việc gì, nó bay hết lớp vỏ này thôi, nhưng mà khoan vô bình thường. Này, nó bóc từng lớp này. Nhưng mà dưới đây mũ này. Đưa xuống dưới lấy mũ vẫn bình thường. Một cái lưng tô hết luôn. Quá trời mũ luôn.